tin vui cho người dân Quảng Ninh kể từ trưa ngày hôm nay, mùng 6 tháng 2, các tuyến vận tải vận chuyển hành khách không bao gồm đi đến các vùng phong tỏa được hoạt động trở lại bình thường. Ngày mùng 6 tháng 2, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Quảng Ninh có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Cụ thể, từ 12 giờ ngày mùng 6 tháng 2, các tuyến vận tải vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy được hoạt động trở lại, trừ các tuyến đi đến các vùng phong tỏa tại thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương. Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh yêu cầu các hãng xe khách chỉ được phép chở 50% số ghế trong mọi thời điểm. Các tuyến xe cố định chỉ được đón khách tại bến xe, không đón khách dọc đường. Sau khi đón khách, phải lập danh sách hành khách và có xác nhận của đại diện bến xe. Đối với xe vận tải hành khách theo hợp đồng, trước khi tổ chức đón khách, phải lập danh sách hành khách trên xe, điểm đón trả và thông báo đến Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các lái xe, nhân viên phục vụ trên các phương tiện phải làm xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước ngày 10 tháng 2 mới được bố trí làm việc. Trước khi đón khách, phải tiến hành lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn tại các vị trí có tiếp xúc với hành khách. Kết thúc ngày làm việc phải phun khử trùng toàn bộ xe. Các nhà xe phải phổ biến cho hành khách thông tin về yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, hạn chế giao tiếp và bố trí hành khách ngồi giãn cách giữa các hàng ghế. Bố trí khay chứa dung dịch sát khuẩn để khử khuẩn giày, dép trước khi cho hành khách lên xe. Nhân viên phục vụ trên xe và khu bến bãi phát phiếu khai báo y tế cho hành khách khai báo. Tin vui cho người dân Quảng Ninh kể từ trưa ngày hôm nay, mùng 6 tháng 2, các tuyến vận tải vận chuyển hành khách không bao gồm đi đến các vùng phong tỏa được hoạt động trở lại bình thường. Ngày mùng 6 tháng 2, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Quảng Ninh có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Cụ thể, từ 12 giờ ngày mùng 6 tháng 2, các tuyến vận tải vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy được hoạt động trở lại, trừ các tuyến đi đến các vùng phong tỏa tại thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương. Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh yêu cầu các hãng xe khách chỉ được phép chở 50% số ghế trong mọi thời điểm. Các tuyến xe cố định chỉ được đón khách tại bến xe, không đón khách dọc đường. Sau khi đón khách, phải lập danh sách hành khách và có xác nhận của đại diện bến xe. Đối với xe vận tải hành khách theo hợp đồng, trước khi tổ chức đón khách, phải